Ngày 9 tháng 1, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các cơ sở chức sắc tôn giáo. Tại chùa Huê Nghiêm, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc cùng với lời chúc mừng tốt đẹp trước thềm năm mới đến trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư tăng Phật tử vì đã có nhiều đóng góp vào sự phục hồi phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung. Đồng thời mong muốn trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng với chư tăng Phật tử tiếp tục đồng hành với thành phố Hồ Chí Minh, với đất nước để vượt qua khó khăn, thách thức và gặt hái thêm nhiều thành tựu trong năm 2023. Tiếp đó, đoàn đến thăm chúc Tết Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tăng sự Trung ương. Tại đây, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, chư tăng và Phật tử đã chung sức chia sẻ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian qua, nhất là trong giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời mong muốn Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục chung sức đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2023. Trước đó, tại Việt Nam Quốc tự, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến thăm chúc Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi thăm chúc Tết, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ 2 năm vừa qua đã để lại nhiều dấu ấn mang tính chất lịch sử khó quên trong thành tựu chung của cả nước cũng như của thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, có sự đóng góp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào Phật tử thành phố. Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm chúc Tết Tòa Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc tốt đẹp, chúc mừng năm mới đến Đức Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và Giám mục Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào Công giáo. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ năm nay thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đón xuân trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Những thành tựu đạt được năm qua có sự đóng góp của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào Công giáo thành phố Hồ Chí Minh.